Vừa qua, nhà máy thủy điện Hố Hô, công ty thủy điện Hố 4 đã phối hợp với chính quyền địa phương huyện Hương Khê, Hà Tĩnh tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tại nhà máy thủy điện Hố Hô, tình huống giả định được đưa ra là do ảnh hưởng của mưa bão. Trên địa bàn huyện Hương Khê có mưa to đến rất to, kết hợp lũ từ thượng nguồn sông Ngàn Sâu đổ về, nên nhà máy thực hiện xả lũ ở cả ba cửa xả. Trước đó 3 ngày, dựa trên dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn và hệ thống quan trắc, mực nước của nhà máy thủy điện Hố Hô cũng đã có thông báo cảnh báo đến chính quyền địa phương các cấp, từ tỉnh đến cấp xã, cấp thôn. Đến ngày xả lũ, trước khi mở cửa các cửa xả nước, nhà máy ấn hiệu lệnh còi hú để thông báo đến nhân dân, đồng thời gọi điện thoại và tin nhắn trực tiếp cho đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, huyện và các xã khu vực hạ du. Với phương châm 4 tại chỗ, khẩn cấp và kịp thời ứng cứu, buổi diễn tập được đánh giá thành công, sát thực tế. Các thao tác được thực hiện nhanh, chuẩn xác và đúng quy trình.